Bác sĩ nói lại giùm em một lần nữa về lộ trình chăm sóc sau nâng mũi. Do em đi làm văn phòng không biết phải xin nghỉ mấy ngày, có sưng bầm không? Có ảnh hưởng đến công việc không ạ? Dễ thương hơn. Bây giờ thế này nè, em nâng mũi thì thường là 1-2 ngày đầu thôi. Vì công việc làm mà nếu mình nghỉ làm là mình đói đúng không? Mình cũng có công ăn chuyện làm, cơm áo gạo tiền nữa. Thành ra bác nghĩ là 1-2 ngày đầu thì em xin nghỉ làm là ok. Ngày thứ 2, ngày thứ 3 em trở lại công việc nếu nhẹ nhàng nha. Nếu công việc nhẹ nhàng thì em mang khẩu trang vào em làm việc được bình thường, chứ không đến nỗi là phải nằm một chỗ đâu. Còn nếu xin nghỉ được thì tốt, nhưng mà nếu vì công việc thì 1-2 ngày là em trở lại công việc được rồi. Sau khi cắt chỉ là khoảng 10 ngày, 15 ngày là mở bằng nẹp rồi đó, là thấy được cái dáng mũi rồi. Rút sụn mũi có nên trả sụn tai lại chỗ cũ không bác sĩ? Trời, rút sụn mũi thôi chứ trả lại sụn tai chi? Sụn tai nằm ở đó nó an toàn rồi, để sụn tai đó đi. Trời ơi, rút sụn mũi thôi. Ok. Em nâng mũi nhưng da mũi mỏng nên bị đỏ phần sống mũi thì có sao không bác sĩ? Mình uống thuốc kháng sinh nhiều quá sau này sinh em bé có ảnh hưởng không ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Rồi, bác sĩ nghĩ đó có vấn đề, em phải trở lại bác sĩ của mình xem coi nó nên uống kháng sinh nữa hay không, hoặc là thôi tháo ra, hoặc có cách điều trị gì. Còn uống kháng sinh nhiều dĩ nhiên không tốt rồi, chưa? Uống kháng sinh nhiều dĩ nhiên có con hay không có con cũng không tốt rồi. Khi nào cần lắm hay uống ha. Nâng mũi phủ cân cơ thì nên dùng sụn mũi nào ạ? Nâng mũi phủ cân cơ bên mình dùng sụn gì? Bác nhắc lại, sụn nhân tạo luôn là cái cốt lõi chính trong tất cả các loại nâng mũi. Cho nên là sụn nhân tạo gồm silicon, nanofoam, serifoam, subseal, gore-tex. Tất cả các loại nào trên thế giới có mình đều có hết. Nên quan trọng là mình thích cái loại nào thì mình cứ lấy, mình quấn cân cơ thái dương vào, đúng chưa? Sụn nhân tạo là cái cốt lõi. Mũi sửa lại thực hiện bao lâu? Có phải ở lại để theo dõi không bác sĩ? Bác nhắc lại nè, mũi sửa lại hay là mũi sửa lần đầu gì đi nữa thì nó cũng không phức tạp như mấy em nghĩ đâu. Mũi sửa lại thì cũng tháo cái sụn ra thôi. Thì thời gian nó hơi lâu hơn chút, 5-10 phút. Thời gian nghỉ dưỡng vẫn như những sửa mũi bình thường. Ok ha. Mũi lần đầu nên làm loại nào ạ? Mũi lần đầu nên làm loại nào? Bây giờ không phải là mũi lần đầu nên làm loại nào, nhưng mà đầu mũi của em có đủ da hay không? Và cái mũi của em có ít da hay là cao thấp và gương mặt tròn hay nhỏ hay xương, đại loại. Em thích làm cao thì em phải cần cái tự thân bọc vô cho nó an toàn. Còn nếu em thích làm thấp thấp thì em làm sụn nhân tạo bình thường thôi. Lần đầu, lần hai, lần ba gì cũng vậy, giống nhau. Chứ không phải làm lần đầu phải làm thật là xịn, hay làm lần đầu mình làm thấp thôi rồi mấy lần sau mình làm xịn hơn, không phải nha. Dạ làm thì bao nhiêu ngày được cắt chỉ ạ? Gây tê hay là tiền mê ạ? Em sợ đau lắm. Rồi, em sợ đau thì có một phương pháp giảm đau hỗ trợ cho cái việc chích tê. Đó là làm phương pháp chích tê đó em, nhưng hỗ trợ lúc chích tê không đau. Phương pháp giảm đau. Mấy ngày cắt chỉ thường là gì? 10 ngày, 15 ngày, 8 ngày, tùy theo vết thương. Ok em.